Mỹ Vân xin cảm ơn tất cả quý vị đã giữ băng tầng 18.14 của đài CBN. Và sau đây Mỹ Vân xin mời tất cả quý vị cùng đến với bản tin Việt Nam và Cộng đồng. Bão có thể đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Vòng, theo bản tin rạng sáng ngày 4 tháng 7, áp thấp nhiệt đới ở Biển Đông có thể mạnh lên thành bão và được dự báo đang hướng vào hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng trong vòng 24 giờ tới. Dự báo vừa nêu được đưa ra tại cuộc họp của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 7 và được truyền thông quốc nội loan đi trong cùng ngày. Dự báo bão sẽ ập vào hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng vào rạng sáng ngày 4 tháng 7 ở cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong những ngày tới, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và phía nam khu vực đồng bằng Bắc Bộ cũng được dự báo bị mưa do ảnh hưởng của bão. Tình cho biết hiện có gần 8.000 tàu thuyền với 38.000 lao động hoặc hoạt động tại vùng biển Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Và theo ghi nhận của Cục Kiểm Ngư vào sáng ngày 2 tháng 7, có 18 tàu đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Kính thưa quý vị, tàu chở dầu bị chìm, có nguy cơ tràn dầu ra biển tại Bình Thuận. Vào ngày 2 tháng 7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận thông báo cho biết, tàu chở dầu của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chìm tại đảo này. Giới chức Bình Thuận cho biết rằng tàu này đang bị tạm giữ do chở hơn 71 tấn dầu không rõ nguồn gốc và chứng từ rõ ràng vào hôm ngày 29 tháng 6. Và đến khi ngày 1 tháng 7, con tàu di chuyển vào khu vực gần đảo Phú Quý để neo đậu thì bị mắc cạn và va vào đá ngầm, bị chìm một phần đầu Giới chức Bình Thuận xác nhận trên tàu chở 71 tấn dầu được chứa trong rất nhiều thùng phi. Tuy nhiên, có khoảng 120 thùng phi bị bung dầu do va chạm với đá ngầm, do đó có nguy cơ tràn dầu ra biển. Hiện nay, lực lượng biên phòng tỉnh này đang tiến hành khắc phục, nhưng do thời tiết xấu, gió rất mạnh nên lực lượng biên phòng khó tiếp cận tàu chở dầu. Chỉ còn hai tỉnh tại Việt Nam chưa nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi đã lan tới tỉnh Bến Tre, như vậy thì chỉ còn có hai tỉnh tại Việt Nam chưa nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi là Ninh Thuận và Tây Ninh. Truyền thông trong nước đồng loạt loan tin này vào ngày 2 tháng 7. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết có 54 con heo bị phát hiện nhiễm dịch tả châu Phi tại ấp 1A, xã Thành Phú Đông, huyện Dồng Trôm. Và cũng trong ngày 2 tháng 7, thông tấn xã Việt Nam trích phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết, Việt Nam sẽ sớm có vaccine phòng chống dịch tả heo châu Phi. Đài truyền hình Việt Nam trong cùng ngày cũng cho biết, vaccine này do Đại học Nông nghiệp Quốc gia phát triển và đã thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cũng như là ba trang trại tại miền Bắc. Tuy vậy, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Đại học Nông nghiệp Quốc gia cho biết, vẫn cần nghiên cứu vaccine chống dịch tả lợn châu Phi nhiều hơn và thử nghiệm trên diện rộng hơn. Đại lễ kỷ niệm năm thứ 80 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật, Phật giáo Hòa Hảo. Đại lễ kỷ niệm năm thứ 80 Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Phật giáo Hòa Hảo do Ban trị sự vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tổ chức vào trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 tại hội trường thành phố Silver Spring, Maryland. Chương trình khai mạc với nghi thức chào quốc kỳ của Việt Nam Cộng hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm đồng bào tử sĩ trong chiến cuộc trên bước đường tìm tự do và trong công cuộc bảo vệ chánh pháp. Tiếp nối chương trình là cung thỉnh Trần Dung Đức Huỳnh Giáo Chủ, giới thiệu quan khách, đại diện hội đoàn và diễn văn khai mạc của ông Hà Nhân Sinh, trưởng ban tổ chức. Ngày nay, hàng triệu tín đồ hòa hảo nơi quê nhà vẫn đang kiên trì tu thân tích đức, hy sinh cho đạo giáo, cho dù bị nhà cầm quyền cộng sản cấm đoán, đàn áp, giải tán mọi sinh hoạt từ năm 1975 đến nay và buổi lễ kết thúc vào lúc 3 giờ trưa cùng ngày. Brussels đã háo hức đón chào Tour de France 2019. Cư dân của Brussels đang không giấu nổi sự phấn khích về cuộc đua xe đạp nổi tiếng thế giới của Tour de France. Theo kế hoạch sẽ khởi động từ thủ đô Bỉ vào ngày thứ bảy, ngày 6 tháng 7 và các quan chức thành phố cho biết họ dự kiến sẽ có một khoảng thời gian khoảng là 1 triệu người hâm mộ đổ ra đường phố Brussels và Grand Place nơi các đội sẽ được công bố vào ngày thứ Năm, ngày 4 tháng 7. Bỉ là quốc gia thứ hai sau Pháp, có số trận thắng nhiều nhất trong các cuộc đua, đã sinh ra một trong những nhà vô địch lớn nhất của cuộc thi. Người vô địch 5 lần, Eddie Mack, 176 người đi xe đạp tham gia cuộc đua năm nay sẽ hoàn thành hai chặng tại Brussels và dự kiến sẽ đi qua hầu hết các địa danh của Brussels như Grand Plax, di sản thế giới của UNESCO và automium một công trình cao 102 mét Ban đầu được xây dựng cho hội chợ thế giới Brussels năm 1958. Tour de France sẽ kết thúc tại Paris vào ngày 28 tháng 7. Kính thưa quý vị, Spotify sẽ không còn cho phép các nghệ sĩ tải lên âm nhạc riêng của họ. Sau một thử nghiệm ngắn, Spotify sẽ không còn cho phép các nghệ sĩ tải nhạc của họ trực tiếp lên nền tảng của nó. Vào ngày thứ hai, Spotify đã tuyên bố sẽ kết thúc một chương trình beta cho phép các nghệ sĩ tải tác phẩm của họ trực tiếp trên nền tảng phát trực tuyến. Chương trình sẽ ngừng chấp nhận tải lên vào cuối tháng 7 và âm nhạc trên Spotify thường được phân phối bởi một hãng thu âm hoặc nhà phân phối bên thứ ba như Discord Kid, CD Baby và Emu Bands. Đối với các nghệ sĩ đã ký hợp đồng với một nhãn hiệu, việc đưa nhạc lên Spotify được quan tâm nhưng các nghệ sĩ độc lập phải tự phân phối nhạc của họ. Spotify có hơn 50 triệu bài hát có sẵn, trong thông cáo báo chí, Spotify cho biết phản hồi từ các nghệ sĩ có trong chương trình cho thấy cách tốt nhất để cải thiện trải nghiệm của họ là hỗ trợ công việc mà các đối tác phân phối của Spotify đang làm. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Mỹ Vân xin chào tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức cập nhật vào lúc 8 giờ tối nay.